Và xin kính chào các quý vị có mặt ở live chat vào lúc này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi qua một số những bản tin trong chương trình tối nay. Mà hôm nay nhiều lắm luôn nha quý vị, nhiều lắm luôn á. Dạ rồi, xin cảm ơn quý vị. Đầu tiên thì hôm nay có một cái sự việc đã gây chấn động ở thành phố New York. Đó là một vị sếp lớn của một công ty bảo hiểm đã bị bắn chết giữa thanh thiên bạch nhật. Và người ta nghi ngờ rằng đây là một cái vụ việc có nhắm mục tiêu rõ ràng. Tức là ông này bị nhắm mục tiêu là phải chết. Bản tin cụ thể bởi The Post Millennial cho biết với nội dung như sau. Đó chính là giám đốc điều hành của hãng United Health là đã bị bắn chết ở ngoài khách sạn của mình ở thành phố New York trong một vụ tấn công có nhắm mục tiêu rõ ràng. Ryan Thompson là giám đốc điều hành của công ty United Health đã bị bắn chết bên ngoài khách sạn Midtown Hilton. Ông Thompson, 50 tuổi, bị bắn vào ngực và đã được tuyên bố là tử vong khi được đưa tới nhà thương. Các nguồn tin cảnh sát cho biết một người đàn ông đeo mặt nạ đã bắn ông bên ngoài khách sạn vào khoảng 6 giờ 46 phút sáng và bỏ chạy về hướng đông xuống khu vực là đường Sixth Avenue, tức là đại lộ 6. Thì cái camera quay lại đi quý vị, thì trong đây cô vì vấn đề về hình ảnh này, nội dung bạo lực nên không được phép chiếu lên đây, nhưng mà nếu như quý vị có thể coi được á, là cái thằng nó chùm đầu lại ngay cái đó. Lúc đó là mới có sáng sớm mà, nên là cái chỗ đó nó không có đông người, nên là cái thằng nó cầm súng, mà cái súng là nó có cái ống giảm thanh rõ ràng nha, nó bắn sau lưng ông này, sau đó ông té xuống, ông quay lại, nó bắn vô ngực ông luôn. Thì cái cảnh sát cho biết vụ nổ súng này là một cuộc tấn công có chủ đích, có mục tiêu rõ ràng. Hình ảnh từ camera cho thấy là nghi phạm giơ súng lục và cũng như là sau khi đã bắn ổng xong thì đạp xe để chạy trốn khỏi hiện trường. Nghi phạm hiện vẫn chưa bị bắt, được mô tả là một người đàn ông da trắng, đeo khẩu trang đen, mặc áo khoác màu kem và đi giày thể thao đen trắng, đeo ba lô màu xám. Các nguồn tin cảnh sát cho biết rằng là khi nghi phạm nhìn thấy Thompson, hắn đã bắn ổng khoảng cách là độ khoảng 3 bước chân, bắn trúng ông nhiều phát. Tổng giám đốc điều hành của công ty mẹ của United Health Group là Andrew Whitty cho biết ông Thompson lúc đó đang tham dự hội nghị ngày đầu tư của công ty tại khách sạn và hội nghị đã bị hủy. Lúc đầu họ đưa ra cái thông báo là tình trạng y tế rất nghiêm trọng của một thành viên trong nhóm, nhưng sau đó thì ông này đã được thông báo là đã tử vong vì đã bị bắn. Bây giờ chúng ta đi tới bản tin tiếp theo thưa quý vị. Tối nay chạy show hơi mệt nha. Là cái thông tin về việc chính quyền Biden cho phép các nhân viên trong chính phủ được làm ở nhà đó, thì nó chỉ có là một nhóm nhân viên, mặc dù nhiều nhưng mà chỉ là một nhóm nhân viên thuộc một nghiệp đoàn nhất định thôi. Bản tin cụ thể bởi The Post Millennial cho biết với nội dung như sau. Đó chính là chính quyền Biden đã đạt được thỏa thuận về hợp đồng với Liên đoàn Nhân viên Chính phủ Hoa Kỳ, đại diện cho hơn 40.000 nhân viên ở trong cái Sở An sinh Xã hội, tức là cái SSA đó. Chỉ là nhân viên trong Sở An sinh Xã hội thôi, chứ còn Chính phủ Liên bang người ta có cả triệu nhân viên lận nha. Cho phép nhân viên liên bang của cái cơ quan này làm việc tại nhà cho tới năm 2029. Hãng tin Bloomberg đưa rằng thỏa thuận này được làm trung gian bởi cái người đứng đầu cơ quan an sinh xã hội Martin O'Malley vừa mới rời nhiệm sở của Biden, tức là sao? Tức là đạt được xong cái này là chạy luôn á. Cơ quan này duy trì hợp đồng cập nhật bảo vệ chế độ làm việc từ xa cho tới năm 2029. Cơ quan này sẽ duy trì các chính sách làm việc tại nhà kết hợp hiện tại, yêu cầu nhân viên phải có mặt tại văn phòng từ 2 tới 5 ngày mỗi tuần. Mặc dù các điều khoản hợp đồng không thay thế được luật liên bang, nhưng nó có thể hạn chế quyền quyết định của các cơ quan trong việc quản lý nhân viên. Các luật sư tại Bộ Tư pháp của ông Biden đã hợp tác với nghiệp đoàn nhân viên Bộ Ngân khố, nhân viên Ngân khố Quốc gia để đạt được sự công nhận của nghiệp đoàn trước khi Biden rời nhiệm sở. Thì cái này nó sẽ dẫn tới một số những cái sự gọi là kiện tụng trong tương lai. Tại vì khi mà chính quyền của Tổng Trump vô thì họ sẽ nhìn vào cái hợp đồng này và họ sẽ tìm cách, chắc chắn họ sẽ tìm cách để mà cho hủy cái hợp đồng này và chắc chắn sẽ đi tới kiện cáo thưa quý vị. Trong lúc mà Elon Musk và Vivek thì đang nghiên cứu thêm những cái cách để mà bắt buộc các nhân viên phải trở lại làm việc trong văn phòng. Và nếu như những cái tòa nhà nào, những bộ ban ngành nào mà coi như xây cho có mà nhân viên không có là coi như là sẽ bị đưa vào cái diện là giải quyết cho những vấn đề khác. Như vậy có thể là bán lại hay là sau đó thì chúng ta chưa biết. Cái cơ quan DOGE này họ có tới 2 năm để họ làm những việc này. Rồi bây giờ chúng tới bản tin tiếp theo, đó chính là chính quyền Biden tiếp tục phá nữa thưa quý vị. Về cái ngành than, cái ngành mà khai thác than của nước Mỹ á,
ông Biden có lẽ là thấy là dân Mỹ than dưới 4 năm của ổng chưa đủ, cho nên là bây giờ ổng muốn phá trước khi ổng rời khỏi nhiệm sở. Bản tin của The Post Millennial cho biết với nội dung như sau: chính quyền Biden tuyên bố một lệnh cấm khai thác mỏ than mới ở một khu vực sản xuất tới 40% tổng sản lượng than của Hoa Kỳ. Cục quản lý đất đai của ông Biden gần đây đã thay đổi kế hoạch quản lý tài nguyên để cấm các hợp đồng thuê để khai thác than với chính quyền liên bang mới và khiến cho 48,12 tỷ tấn than bị thiếu hụt không có sẵn để xem xét cho thuê nhằm giảm phát thải khí nhà kính như một biện pháp thay thế cho biến đổi khí hậu. Đó là theo giám đốc của Cục Quản lý Đất đai khu vực mỏ ở Buffalo, Todd Yeager. Quyết định này sẽ ngăn chặn việc cấp các hợp đồng thuê khai thác mỏ liên bang tại khu vực Powder River của Wyoming, nơi khai thác 40% than của cả nước. Fox News đưa tin các hợp đồng thuê khai thác than hiện tại vẫn an toàn trước nguy cơ bị thu hồi. Lệnh cấm sẽ ảnh hưởng tới một số khu vực của tiểu bang Wyoming và Montana. Vào tháng 4, cơ quan bảo vệ môi trường của chính quyền Biden đã lên kế hoạch cắt giảm 90% ô nhiễm từ các nhà máy điện chạy bằng khí đốt tự nhiên và than cho tới năm 2039 và thực sự loại bỏ các nhà máy điện chạy bằng than. Có khoảng 42.000 người Mỹ làm việc trong ngành công nghiệp than. À, Biden nói là ai biểu tụi bay than thầy chi, giờ thầy phá tiếp cho than tiếp vậy đó. Ừ đó, như thế. Cho nên là thầy thì trên đường ra về đó là vẫn tiếp tục phá thưa quý vị. Nhưng mà Trần Michael cũng đang có một cái suy nghĩ gì đó, không biết quý vị có suy nghĩ giống Trần Michael không. Họ đang âm thầm là một cái gì đó mình chưa thấy rõ. Tức là ngoài cái việc mà phá, ví dụ như là 50 tỷ cái bộ thương mại đó lo xài cho hết, thì cái bộ năng lượng lo xài cho hết này kia đó. Còn cái gì đó đằng sau nữa. Chứ không phải họ vẫn họ giơ tay đầu hàng họ đi đâu quý vị, không có đâu. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi những chuyện này như thế nào, và khi mà Tổng thống Trump vô tại Bạch Cung rồi đó, mình sẽ thấy được thêm nhiều chuyện nữa, rồi lúc đó là chúng ta sẽ bắt cầu lại về lại những cái chuỗi ngày này nè, để chúng ta coi lúc đó kẻ nào làm cái gì. Tại vì sao bây giờ ngoài cái chuyện mà ba báo đã được ông Biden ân xá 10 năm, trong đó cái tội mà ba báo bị truy tố đó là chỉ có trong khoảng 3-4 năm thôi, 5-6 năm còn lại là được ân xá khống. Thì bây giờ là có một tin tức cho biết chính quyền Biden cũng đang xem xét ân xá khống cho một loạt những kẻ làm tội với Tổng thống Trump và nước Mỹ. Xin mời quý vị tới với bản tin của The Post Millennial cho biết với nội dung như sau. Sao nhiều quý vị sao hay vậy quá, tụi mấy cô chưa đọc bản tin mà nhào vô liền rồi, sao lanh quá. Dạ rồi, bản tin của The Post Millennial cho biết với nội dung như sau. Chính quyền Biden được cho đang tranh luận về khả năng ban hành lệnh ân xá khống. Người ta dùng chữ là preemptive pardon, nhưng mà Trần Michael không có dùng chữ là như là ân xá trước hay là ân xá người preemptive strike là đánh phủ đầu đánh trước, nhưng mà Trần Michael là ân xá khống đó, cho các quan chức công hiện tại và trước đây có thể sẽ là những mục tiêu mà Tổng thống Trump sẽ điều tra và truy tố. Theo một báo cáo của Politico, các phụ tá cấp cao của Biden lo ngại về các quan chức có thể phải đối mặt với các cuộc điều tra hoặc thậm chí là truy tố dưới thời của Tổng thống Trump. Những lo ngại này cũng xuất phát từ thông báo của Tổng thống Trump về việc chọn ông Cash Patel làm giám đốc FBI. Vì những lo ngại này, các quan chức tại Bạch Cung đang cân nhắc những hành động chưa từng có làm ban hành một lệnh ân xá khống cho tất cả những người chưa bị truy tố ở bất kỳ tội danh nào. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều câu hỏi về quan điểm và ý nghĩa của những hành động như vậy, vì nó có thể gợi ý về một sự sai, gọi là cái người đó mất tư cách, hay là thúc đẩy những lời chỉ trích của Tổng thống Trump, và những người được ân xá khống như vậy có thể từ chối được ân xá khống. Trong số những người được cho là có khả năng được ân xá khống của ông Biden, gồm có như là đầu dưa hấu Adam Schiff, nhưng mà đầu dưa hấu Adam Schiff thì mới bảo rằng là khuyến khích Biden đừng ân xá khống. Rồi tới bà Liz Cheney, rồi tới ông bác sĩ Fauci. Đó, thì đây là bản tin của Politico đưa ra là mới có 3 người này thôi. Đó, còn có thể sắp tới đây là còn nhiều người khác, nhưng mà mình chưa biết nha. Chừng nào mà có cái lệnh ân xá khống của Biden đi thì lúc đó mình mới chắc chắn là ai được ân xá. Thì cái này nếu mà có ân xá thì chúng ta thấy là đảng Dân Chủ họ nói cái gì về Tổng thống Trump thì đảng Dân Chủ họ làm trước rồi. Ví dụ như là quý vị còn nhớ, họ nói là ông Biden sẽ ân xá khống cho con ổng, là ông Tổng thống Trump sẽ ân xá khống cho con ổng, cho Don Jr., cho Eric, cho Ivanka này kia. Cuối cùng ai là người ân xá cho con? Là ông Biden.
Biden ân xá cho ba báo. Thì bây giờ ngày lúc hồi đó tụi nó nói là gì? À, ông Trump tính ân xá khống cho Matt Gaetz, tính cho ân xá khống cho ông Scott Perry, ân xá khống cho người này người nọ đồ. Mà biết đâu được mai mốt Biden lại ký ân xá khống cho ông Fauci, cho ông Adam Schiff, cho bà Liz Cheney thì sao? Cho nên tất cả những cái đó chúng ta đều thấy là gì? Là nếu thật sự xảy ra như vậy là đảng Dân Chủ họ nói cái gì về Tổng thống Trump thì họ đều làm trước không à. Nhưng những cái ân xá khống này có thể giúp cho họ không bị truy tố, nhưng không thể giúp cho họ thoát khỏi những cuộc điều tra. Tức là có thể điều tra nhưng mà không truy tố. Và nếu như ví dụ như quốc hội mời lên để mà lấy lời khai mà họ từ chối làm theo lời khai, từ chối tuân theo cái lệnh đó, thì họ vẫn có thể bị truy tố tội gì? Khinh thường quốc hội. Giống như trường hợp của giáo sư Navarro và của ông Steve Bannon. Ha. Thì do đó chuyện sau này mình sẽ coi tiếp. Thưa quý vị. Rồi bây giờ chúng ta đi tới một loạt những cái thông báo bổ nhiệm của Tổng thống Trump ngày hôm nay. Nhiều lắm quý vị, mười mấy người lận. Cho nên có những người nào ở những vị trí quan trọng, những người nào chúng ta quen mặt biết tên rồi đó, thì Trần Michael sẽ đọc cho đầy đủ. Còn những cái người khác thì Trần Michael sẽ đọc lướt lướt qua rồi thông tin cá nhân căn bản về người đó theo cái thông điệp của Tổng thống Trump thôi. Như vậy chứ mười mấy người đọc như vậy là hết giờ. Dạ rồi, bây giờ Trần Michael xin phép được đầu tiên là mời quý vị tới với cái video ngày hôm nay của ông Pete Hegseth, ứng cử viên Bộ trưởng Quốc phòng của Tổng thống Trump. Ông ấy đã tiếp tục lên Thượng viện để gặp gỡ một số các thượng nghị sĩ. Và cái phóng viên đã hỏi ông Hegseth là ông có nói chuyện gì với Tổng thống Trump hay không, thì ông nói rằng là sáng ngày hôm nay ông và Tổng thống Trump đã nói chuyện qua điện thoại và Tổng Trump nói rằng là chúng ta phải tiếp tục chiến đấu, không có rút lui gì hết trơn. Không, tôi không rút đề cử anh cũng đừng có rút lui. Và ông Hegseth cũng nói với Tổng Trump là dạ em không có rút lui. Và ông có nói với các phóng viên rằng là Tổng Trump vô cùng cương quyết về cái việc ông Hegseth làm Bộ trưởng Quốc phòng, không hề có sự lung lay gì cả. Và ông nói rằng ông cũng sẽ không có lung lay. Tại sao ông phải lung lay? Đó là cái câu chuyện về ông Pete Hegseth. Chúng ta sẽ còn cập nhật nhiều hơn về chuyện này nữa trong tương lai. Bên cạnh đó là một cái câu chuyện mà hôm qua Trần Michael đã đưa. Đó là ông cảnh sát trưởng Chad Cronister. Ông ta đã xin rút lui cái đề cử được làm giám đốc của cơ quan phòng chống buôn hàng trắng. Thì báo Wall Street Journal là cái tờ báo mà nó đưa cái tin là ông DeSantis được Tổng thống cân nhắc thay ông Hegseth làm Bộ trưởng Quốc phòng đó. Nó viết rằng là ông cảnh sát trưởng này xin rút đề cử chứ không phải là Tổng thống Trump kêu. Thì bây giờ Tổng thống Trump có một cái bài đăng trên mạng xã hội phản bác lại cái bài báo này. Tổng Trump viết rằng là tờ báo Wall Street Journal ngày càng trở nên khó chịu và khó đọc hơn. Tiêu đề chính của bài báo hôm nay là người được ông Trump chọn làm lãnh đạo của cơ quan phòng chống hàng trắng rút lui trong thất bại mới nhất của ông Trump. Tất với tất cả những gì xảy ra trên thế giới thì tụi nó đem thành câu chuyện ở trang nhất. Bên cạnh đó là ông cảnh sát trưởng không rút lui mà tôi rút lại đề cử vì tôi không thích những gì ông nói với các mục sư và những người ủng hộ khác của tôi. Tại vì ngày xưa ông này ông đi bắt một người mục sư mà cố gắng mở cái hội đường trong cái mùa đại dịch đó. Nhưng quan trọng hơn nhất là cái thất bại mới nhất của tôi là gì? Tôi vừa đắc cử tổng thống mà. Chúng không biết một câu chuyện hay nào về tôi trong nhiều năm rồi. Ai đó ở đó nên xem xét những gì chúng đang làm. Cái tờ báo tạp chí Fox đó thì cũng ngu ngốc tập trung vào Trung Quốc á, thì có thể cái tờ báo đó tệ hơn cái tờ Wall Street Journal thôi. Đó, cho nên quý vị thấy chúng ta để ý ha, chúng ta để ý là cái tờ báo của Wall Street Journal đó, ai đứng đằng sau? Nhà Bích Đốc nha, nhà Bích Đốc là đứng đằng sau tờ báo đó. Rồi bây giờ chúng ta đi tới tiếp theo là một loạt những thông báo của Tổng thống Trump thưa quý vị. Đầu năm tới 2025 là Đảng Cộng hòa sẽ có cái cuộc họp để mà bầu lên tiếp tục lãnh đạo là ai, rồi các vị lãnh đạo của đảng tại tiểu bang, rồi lãnh đạo của RNC. Thì Tổng thống Trump đã endorse và kêu gọi ông chủ tịch Michael Wadley tiếp tục giữ chiếc ghế này. Tổng Trump đưa ra thông điệp trên mạng xã hội Truth Social rằng ông Michael Wadley đến từ North Carolina đã ở bên tôi ngay từ đầu và làm một công việc tuyệt vời và lịch sử trong việc điều hành đảng với Lara Trump. Tuyệt vời. Ông là một luật sư thông minh, cứng rắn, cùng nhau xây dựng một chiến dịch bầu cử hoàn toàn chưa từng có tiền lệ.
và bảo vệ phiếu bầu trên khắp nước Mỹ. Và cái chiến dịch mà thúc đẩy người dân đi bầu đã mang lại số phiếu bầu chúng tôi cần ở mọi tiểu bang chiến địa. Michael và Laura đã biến RNC thành một cỗ máy tinh gọn, tập trung và mạnh mẽ, sẽ trao quyền cho chương trình nghị sự nước Mỹ trên hết trong nhiều năm tới. Tôi đã yêu cầu ông Michael tiếp tục làm chủ tịch của RNC để tiếp tục xây dựng đảng và trở thành một đối tác đáng tin cậy khi chúng ta làm nước Mỹ vĩ đại trở lại và bảo đảm các cuộc bầu cử tự do công bằng. Những người Cộng hòa ở khắp mọi nơi nên ủng hộ cho ông tiếp tục sứ mạng của mình tại RNC. Tôi rất cảm ơn ông vì sự chăm chỉ của ông, Michael. Đó là đầu tiên Tổng Trump kêu gọi và tiếp tục ủng hộ ông Michael Wadley giữ chức chủ tịch. Quá xứng đáng thưa quý vị. Rồi chúng ta sẽ đi tới cái thông báo tiếp theo. Đó chính là một người được Tổng Trump đề cử làm Bộ trưởng Lục quân. Người này thì cũng đã từng được nhắc tên trong những bài báo trước. Và việc được xướng tên thì cũng không có gì là bất ngờ. Tổng Trump thông báo rằng tôi rất vui khi đề cử ông Daniel Briscoe đến từ North Carolina làm Bộ trưởng Lục quân. Là một cựu chiến binh, một nhà đầu tư và là một cố vấn chính trị. Ông Năm đem tới sự kết hợp mạnh mẽ của nhiều kinh nghiệm khác nhau để trở thành một người đi khai phá và là một người thay đổi. Ông tốt nghiệp Đại học North Carolina Chapel Hill chỉ trong 3 năm, rồi sau đó là gia nhập quân đội. Sau khi hoàn thành khóa học tại trường biệt kích lục quân, ông được điều động với sư đoàn 10 với vai trò là chỉ huy trung đội trinh sát kỵ binh để hỗ trợ chiến dịch tự do Iraq. Sau khi trở về từ chiến trường, ông tiếp tục học trường luật tại Yale và ông đã làm việc trong nhiều lĩnh vực về đầu tư và cũng như là gấp cấp vốn tư nhân. Và gần đây nhất, ông làm cố vấn cấp cao cho thượng nghị sĩ, phó tổng thống đắc cử J.D. Vance. Ông sẽ là một chiến binh không biết sợ hãi và không ngừng nghỉ cho quân đội Hoa Kỳ và cho chương trình nghị sự nước Mỹ trên hết. Như vậy là chức bộ trưởng lục quân đã có người, đó là một người thân tín của ông J.D. Vance, ông Daniel Briscoe. Tiếp theo là Tổng Trump đã thông báo vị trí người đứng đầu cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ, NASA. Tôi rất vui được đề cử ông Jared Isaacman, một lãnh đạo doanh nghiệp, một nhà từ thiện, một phi công, một phi hành gia tài năng, làm giám đốc cơ quan hàng không vũ trụ quốc gia Hoa Kỳ, NASA. Jared sẽ thúc đẩy sứ mạng khám phá và truyền cảm hứng của NASA, mở đường cho những thành tựu đột phá trong khoa học công nghệ và thám hiểm vũ trụ. Trong 25 năm qua, trong vai trò sáng lập gia kiêm tổng giám đốc điều hành của công ty Shipboard, Jared đã chứng minh được khả năng lãnh đạo đặc biệt, xây dựng một công ty công nghệ tài chính toàn cầu tiên phong. Ông cũng đồng sáng lập và giữ chức giám đốc điều hành của Kraken International, một công ty hàng không vũ trụ quốc phòng trong hơn 10 năm, hỗ trợ Bộ Quốc phòng và các đồng minh của Hoa Kỳ. Niềm đam mê của ông đối với không gian, kinh nghiệm và làm phi hành gia và sự tận tụy trong việc mở rộng ranh giới của hoạt động khám phá, giải mã và những bí ẩn của vũ trụ, thúc đẩy nền kinh tế không gian mới, khiến ông trở thành người lý tưởng để dẫn dắt NASA bước vào một kỷ nguyên mới đầy táo bạo. Tiếp theo, đó chính là sự lựa chọn của Tổng thống Trump cho chức vụ Thứ trưởng Bộ Ngân khố. Thì trên màn ảnh của quý vị đó là ông tiến sĩ Michael William Faulkner. Thì nếu như quý vị có hay coi những chương trình War Room đó của ông Steve Bannon hay là John Fredericks và Charlie Kirk Show, thì quý vị sẽ khá là quen mặt với ông này. Tổng Trump cho biết tôi rất vui mừng được đề cử tiến sĩ Michael William Faulkner đến từ Maryland làm Thứ trưởng Bộ Ngân khố. Ông là một kinh tế gia, một chuyên gia chính sách lỗi lạc, sẽ thúc đẩy chương trình nghị sự nước Mỹ trên hết. Ông sẽ giúp cho ông Scott Bessent là Bộ trưởng Ngân khố mở ra một thời đại hoàng kim mới cho Hoa Kỳ bằng cách mang lại sự bùng nổ kinh tế vĩ đại cho tất cả người Mỹ. Ông trước đây từng là phụ tá bộ trưởng về các chính sách kinh tế tại Bộ Ngân khố trong chính quyền đầu tiên của tôi. Trong vai trò đó, ông đã tư vấn cho bộ trưởng về các vấn đề quốc nội và quốc tế tác động tới nền kinh tế. Ông hiện là giáo sư về tài chính của trường kinh doanh Robert Smith thuộc Đại học Maryland, là University of Maryland, UMD, và là kinh tế gia trưởng kiêm phó chủ tịch trung tâm thịnh vượng của Viện Chính sách nước Mỹ trên hết. Tiếp theo là Tổng Trump bổ nhiệm bà luật sư Gail Slater làm phụ tá tổng trưởng lý liên bang về các vấn đề chống độc quyền. Bà trước đây đã từng làm việc tại FTC, tức là cái cơ quan mà thương mại, ủy ban thương mại liên bang, trong hội đồng kinh tế quốc gia của Tổng thống Trump nhiệm kỳ đầu. Và gần đây nhất là làm cố vấn cho ông Vance. Bà cũng đã từng làm việc trong khu vực tư nhân,
trong truyền thông, tại Fox News và trong lĩnh vực công nghệ như là tại Roku. Trong vai trò mới này thì bà sẽ giúp bảo đảm cái luật cạnh tranh của nước Mỹ được thực thi mạnh mẽ và công bằng, với các quy tắc rõ ràng tạo điều kiện thuận lợi thay vì kìm hãm sự sáng tạo của các công ty vĩ đại, và cũng như là sẽ hỗ trợ cho cái việc là ngăn cấm cái đám đại gia công nghệ kìm hãm sự sáng tạo và sử dụng sức mạnh thị trường để đàn áp quyền của rất nhiều người Mỹ, kể cả những công ty nhỏ lẻ trong lĩnh vực công nghệ. Rồi tiếp theo nữa, đó chính là người tiếp theo. Nhiều quá trời nhiều luôn quý vị. Tiếp theo là những tin đồn bây giờ đã thành sự thật. Đó chính là ông Paul Atkins đã được Tổng thống Trump bổ nhiệm làm giám đốc hay là chủ tịch của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch. Tổng Trump cho biết tôi rất vui mừng thông báo việc đề cử ông Paul Atkins làm chủ tịch tiếp theo của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch SEC. Ông là một lãnh đạo được chứng minh về các quy định hợp lý. Ông tin vào lời hứa thị trường vốn mạnh mẽ, sáng tạo, đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư và cung cấp vốn để biến nền kinh tế trở thành nền kinh tế tốt nhất thế giới. Ông cũng nhận ra rằng tài sản kỹ thuật số và các sáng kiến khác đóng vai trò quan trọng trong việc đưa nước Mỹ vĩ đại hơn bao giờ hết. Ông là tổng giám đốc, ông là CEO và sáng lập gia của Paramount Global Partners, một công ty tư vấn quản lý về rủi ro. Với tư cách là đồng chủ tịch của Liên minh Token của Phòng Thương mại Kỹ thuật số từ năm 2017, ông đã làm việc và nghiên cứu về các tài sản kỹ thuật số. Là cựu ủy viên của SEC từ 2002 tới 2008, ông ủng hộ mạnh mẽ cho sự minh bạch và bảo vệ các nhà đầu tư. Ông có bằng luật tại trường luật của Đại học Vanderbilt và bằng cử nhân ở Wofford College, loại xuất sắc, và được gia nhập vào tổ chức Phi Beta Kappa của trường này. Tiếp theo là một người cũng khá quen mặt với các chương trình của Real America Voice là War Room rồi John Ferris này kia, đó là bà tiến sĩ Monica Crowley. Tổng Trump cho biết tôi rất vinh dự được đề cử tiến sĩ Monica Crowley làm đại sứ, phụ tá ngoại trưởng và trưởng ban lễ tân của Hoa Kỳ. Monica sẽ là đại diện về hành chính cho các sự kiện lớn do Hoa Kỳ tổ chức, bao gồm là kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc, giải vô địch túc cầu thế giới 2026 và Thế vận hội 2028. Trong nhiệm kỳ đầu của tôi, bà đã làm một công việc đáng kinh ngạc với vai trò là phụ tá Bộ trưởng Ngân khố về các vấn đề công. Vì những cống hiến đặc biệt của mình, bà đã nhận được giải thưởng Alexander Hamilton, giải thưởng cao nhất do Bộ trao tặng. Bà là tác giả của một cuốn sách từng được bán chạy nhất theo tờ New York Times và là một người dẫn chương trình nổi tiếng, một nhà phân tích chính trị và đối ngoại cho Fox News và Fox Business cùng nhiều kênh nhà đài khác. Tốt nghiệp từ Colgate University, bà có bằng cao học và tiến sĩ về quan hệ quốc tế từ Columbia University. Bà sẽ là một đại diện phi thường của đất nước chúng ta. Tiếp theo là nhiều lắm quý vị, còn tới 5-6 người để lần quá trời quá đất. Tổng Trump thông báo về việc là thay đổi nhân sự, là chuyển vị trí ở trong tòa Bạch Cung. Đó là đầu tiên Tổng Trump chọn ông luật sư Bill McGinley làm luật sư trưởng tòa Bạch Cung. Nhưng mà bây giờ ông dời ông McGinley đi chỗ khác và thay vào cho ông McGinley là cái người trên màn hình của quý vị, ông luật sư David Warrington. Tổng Trump cho biết tôi tự hào thông báo việc bổ nhiệm ông David Warrington làm phụ tá cho Tổng thống và là luật sư của Tổng thống. Ông sẽ lãnh đạo văn phòng luật sư của tòa Bạch Cung, giữ chức luật sư hàng đầu của tòa Bạch Cung. Ông đã làm đại diện cho tôi rất tốt, vừa là cho cá nhân, vừa là tổng cố vấn cho chiến dịch tranh cử của tôi. Ông là một luật sư được kính nể và là một nhà lãnh đạo của bên những người cánh hữu. Ông hiện là luật sư tại Dillon Law Group, là của bà luật sư Hamid Dillon á, và là cựu chủ tịch Hiệp hội Luật sư Quốc gia Cộng hòa. Ông từng đi lính theo lục chiến và là sinh viên tốt nghiệp xuất sắc của Đại học Georgetown và trường luật của George Mason. Ông này học ở Tết, ông này học ở DC. Ngoài ra tôi đã yêu cầu ông luật sư McGinley làm cố vấn cho cơ quan Doge của Vivek và Elon, một lĩnh vực mà ông McGinley rất tâm huyết. Ông sẽ làm việc với Elon, với Vivek và nhóm tiên phong đáng kinh ngạc tại Doge để xây dựng lại một chính phủ thực sự phục vụ nhân dân. Ông Bill sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc giải phóng nền kinh tế khỏi các quy định rườm rà, chi tiêu quá độ và lãng phí. Ông sẽ hợp tác với tòa Bạch Cung và văn phòng quản lý và ngân sách là OMB đó, bây giờ cái chỗ đó là ông Rushford ông làm đó, để cung cấp lời khuyên và hướng dẫn nhằm chấm dứt tình trạng quan liêu liên bang phình to.
Bill là sự bổ sung tuyệt vời cho đội ngũ xuất sắc tập trung vào việc cải thiện cuộc sống cho người dân Mỹ. Ông sẽ đi đầu trong các nỗ lực của chính quyền tôi nhằm giúp chính phủ được hiệu quả hơn và có trách nhiệm hơn. Tiếp theo là Tổng Trump đã thông báo và bổ nhiệm một người mà quý vị nghe tới là sợ lắm. Bây giờ trong mấy câu hỏi nha, ngoài sợ chết ra ở Mỹ quý vị sợ cái gì? Quý vị sợ cái gì? Một cái nỗi sợ mà coi như đầu năm là có nha, một nỗi sợ đầu năm là có. Sợ gì quý vị? Một nỗi sợ là cứ đầu năm là có, cứ đầu năm là có. À, đói thì quanh năm rồi. Đói thì quanh năm nha. Còn này là đầu năm là có, này hỏi ở Mỹ thôi. Đúng rồi. Sợ thuế đúng không? Sợ đóng thuế. Đúng, đầu năm là sợ. Thì bây giờ Tổng thống Trump đã bổ nhiệm một người vô đứng đầu cái chỗ của vị luôn sợ. Đó là sợ thuế. Và người này thì cũng không có gì xa lạ. Đó chính là ông cựu dân biểu Billy Long. Ông cựu dân biểu Billy Long, người đã từng tranh cử chức thượng nghị sĩ liên bang năm 2022 ở tiểu bang Missouri đó, nhưng mà không thành công. Và ông này nổi tiếng là một người chuyên đi đấu giá. Cái giọng của ông đi nói đấu giá nghe đã lắm. Thì Tổng Trump đã chính thức đề cử ông này vô chức vụ giám đốc sở thuế. Giám đốc mà cái chỗ ai cũng sợ. Giám đốc của cơ quan mà nghe tới là ai cũng sợ. Dạ rồi, Tổng Trump cho biết tôi rất vui mừng thông báo rằng cựu dân biểu Billy Long sẽ được bổ nhiệm làm giám đốc sở thuế vụ. Ông có 32 năm kinh nghiệm điều hành doanh nghiệp bất động sản của riêng mình và là một trong những người dẫn chương trình đấu giá hàng đầu của đất nước. Ông đã từng làm dân biểu 12 năm vì ông cảm thấy rằng cử tri của mình có một đại diện đã ký vào mặt trước của một tấm check là một điều, dân biểu được ký vào tấm check mặt trước của một tấm check là điều quan trọng. Kể từ khi rời quốc hội, ông đã làm cố vấn về doanh nghiệp và thuế, giúp các tiểu thương vượt qua sự phức tạp khi tuân thủ các quy tắc và quy định của sở thuế. Tôi biết ổng từ năm 2011 rồi. Ổng làm việc rất siêng năng và được mọi người kính trọng, đặc biệt là những người ông biết trong quốc hội. Người dân đóng thuế và những nhân viên tuyệt vời của sở thuế sẽ rất thích có ông làm lãnh đạo. Ông ấy là một người của người dân, được cả hai bên kính trọng. Đó là sao? Dân cũng kính trọng mà sở thuế cũng kính trọng, chứ không phải là vô để làm cho dân sợ sở thuế hơn. Dạ rồi, bây giờ chúng ta đi tới cái tiếp theo thưa quý vị. Đó là nhiều quá trời luôn. Tổng Trump đã đề cử bà cựu thượng nghị sĩ Kelly Loeffler làm giám đốc cục tiểu thương SBA. Tổng Trump cho biết tôi rất vui mừng được đề cử bà cựu thượng nghị sĩ và là một doanh nhân Kelly Loeffler đến từ Georgia làm cục trưởng tiểu thương. Các tiểu thương chính là nền xương sống của nền kinh tế vĩ đại này. Bà sẽ mang lại kinh nghiệm của mình trong kinh doanh và ở DC để làm giảm bớt thủ tục hành chính, mở ra cơ hội cho các tiểu thương phát triển, đổi mới và thịnh vượng. Phân lời vẫn còn cao và nỗ lực chống lạm phát cho thấy Điện Kremlin lo ngại về sự ổn định kinh tế dài hạn. Thủ tướng của Armenia Nikol Pashinyan tuyên bố rằng Armenia thực sự đã đạt tới điểm không thể quay lại được trong mối quan hệ với tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể do Nga lãnh đạo. Gần đây, quân Ukraine đã lấy lại các vị trí đã mất ở Toresk và gần Velika Novosilka. Quân Nga cũng có bước tiến ở Chasiv-Yar gần Toresk, Pokrovsk, Vuleda, Velika Novosilka và ở tỉnh Kursk. Hiện Điện Kremlin tiếp tục sử dụng chương trình thời đại của những anh hùng để đưa những cựu chiến binh từ Ukraine vào các vị trí lãnh đạo trong chính phủ Nga và các công ty quốc doanh lớn. Xin mời quý vị tới với những ghi chú trên tấm bản đồ chúng ta có các vòng chiến được ghi nhận tại các khu vực sau đây. Ở tỉnh Kharkiv thì có vòng chiến tại Ilibok và Vovchansk. Các vòng chiến khác là ở Kupiansk, Stemakhivka, Kremina, Bakhmut, Toresk. Ở Krasnohorivka, Avdiivka, Marinka, Vuleda, nguồn tin của Nga cho biết vào ngày 4 là quân Nga chiếm được là Novitrud và Staryteni. Vòng chiến ở Ustenivka, ở trong Bakhmut thì có vòng chiến tại Chasiv-Yar và Stupoki. Vòng chiến tiếp tục được ghi nhận tại Rodivka, Selidov và Kurakhov. Vòng chiến tiếp tục được ghi nhận tại Novodaryuka, Priyutna. Thì có nguồn tin của Nga cho biết vào ngày 4 là quân Nga chiếm được là Blahodatna ở kế bên của Priyutna. Vòng chiến ở Malatokmakka,
Levadne và ở Nova Kakhovka. Đó là những cập nhật của Viện Cứu Chiến tranh về tình hình ở Ukraine và xin mời quý vị tới với những cập nhật về tình hình ở phía Do Thái và cũng như là khu vực Trung Đông. Thì hiện tại là cái màn hình của quý vị là đang là những tình hình tại đất nước Syria, cũng ở khu vực Trung Đông thưa quý vị. Bây giờ thì Viện Cứu Chiến tranh họ mở rộng ra cái nghiên cứu của họ là không chỉ ở Do Thái, không ở Trung Đông nữa. Các nhóm đối lập liên kết với lại tổ chức Hayat Tahrir al-Sham có khả năng ưu tiên chiếm giữ thành phố Hama. Nỗ lực chính đã bỏ qua các vị trí phòng thủ chính của chế độ Syria ở miền bắc thành phố và tiến hành các đứt tuyến liên lạc trên bộ đi vào thành phố từ phía đông và đông nam, do đó cô lập thành phố này với phía đông. Nỗ lực hỗ trợ của Fateh Mubin đã chiếm được các tuyến liên lạc trên bộ chính kết nối thành phố Hama với miền đông Syria, có thể là để ngăn chặn việc tiếp tế và tiếp viện từ phía đông. Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ cũng đã tiến hành một số những cuộc không kích tự vệ nhắm vào hệ thống võ khí ở tỉnh Deir ez-Zor của Syria. Ở bên phía Do Thái thì quân Do Thái cho biết là họ đã thu hồi được một thi thể của một con tin người Do Thái từ một địa điểm không xác định ở dải Gaza. Trong khi đó, quân Hezbollah ở Lebanon có thể sẽ cố gắng tái thiết lực lượng mặc dù tổ chức này đã bị Do Thái làm cho suy yếu đáng kể. Hezbollah có thể không gửi các chiến binh mới được tuyển dụng tới khu vực Syria do những tổn thất nghiêm trọng họ đã phải chúng ta phải đứng hứng chịu ở Lebanon và yêu cầu nhóm phải đào tạo một cái lực lượng chiến binh mới. Cho nên là đang thiếu hụt lực lượng, có thể là Hezbollah sẽ không thể nào mà đưa quân tiếp viện tới cho khu vực Syria. Đó là những cập nhật của Viện Cứu Chiến tranh về tình hình ở Do Thái và Trung Đông. Và bây giờ xin mời quý vị tới với một số những bản tin quốc tế khác. Về cuộc chiến Nga và Ukraine thì cái sự thay đổi trong lập trường của ông Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson đã được thể hiện sau chiến thắng của Tổng thống Trump. Bản tin của The Post Millennial cho biết với nội dung như sau. Ông Mike Johnson nói rằng là ông ta sẽ không có đồng ý cho những cái số tiền được gửi tới cho Ukraine trong thời gian còn lại của chính quyền Biden, trong cái thời gian vịt què của ông Biden. Bản tin nói rằng ông Mike Johnson cho biết ông không có kế hoạch chấp thuận việc là chi tiêu và phút chót cho Ukraine theo yêu cầu của ông Biden. Ông nói với các phóng viên rằng tôi không có kế hoạch để làm điều đó. Có những diễn biến từng giờ ở Ukraine. Tôi nghĩ như chúng tôi đã dự đoán và như tôi đã nói với tất cả các bạn vài tuần trước cuộc bầu cử, nếu như Tổng thống Trump đắc cử, điều đó sẽ thay đổi các động lực của cuộc chiến này. Và chúng ta đang chứng kiến điều đó đang xảy ra. Đây không phải là lúc để mà ông Biden đưa ra quyết định, hay là không phải là nơi mà để cho ông Biden đưa ra quyết định. Chúng ta mới có một tổng thống đắc cử. Chúng tôi sẽ chờ đợi và thực hiện những chỉ đạo của vị tổng tư lệnh mới về vấn đề này. Tôi không mong đợi bất kỳ những khoản tài trợ nào khác cho Ukraine sẽ có nữa. Tức là có trong cái thời gian của ông Biden này. Tính tới tháng 11 này, chế độ của ông Biden đã chi 64 tỷ Mỹ Kim viện trợ quân sự trực tiếp cho Ukraine.